Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cái luống củ cải này. Nó trồng cũng hơi bị lâu nha các bạn. Củ cải thường của người ta trồng khoảng 60 ngày là được thu hoạch, nhưng mà củ cải của mình nó thời gian nó gấp 3 lần các bạn. Từ lúc mình trồng ấy, nó bị gà ăn, rồi nó bị sâu ăn, rồi mình vô phân nó lên lại nó bị tới 3 4 lần đó. Cho nên bây giờ nó mới được thu củ cải. Nhưng mà trước khi mình thu hoạch cái mình cũng hơi đú đú chen chút xíu ha. Cho các bạn học sinh bảo cô làm theo clip này hay lắm, vui lắm. Này chủ yếu là vui thôi nha các bạn. Một cái hiện tượng TikTok trong thời gian gần đây về quay vlog, không phải quay vlog, quay clip. Ví dụ như giờ cô sẽ giới thiệu về cái luống củ cải này ha. Đây là cái luống củ cải chính bản thân cô trồng. Xin với các bạn thì là cô nha. Nói với các bạn khác, đây là luống củ cải do chính mình trồng. Mình đã trồng được 3 tháng rồi. Thời gian rất là lâu. Trong quá trình trồng mình phải chăm sóc, tưới tắm nó hàng ngày, rất là vất vả nhưng mình rất vui. Rồi cắt. Giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính của cái video hôm nay. Đó là cô Dung Vlog sẽ thu hoạch củ cải nha các bạn. Lúc nãy là mình đú chen cho vui thế thôi. Bây giờ mình sẽ nhổ ha. Wow, củ cải đầu tiên này các bạn. Bự ghê không? Mình sẽ kiếm cái củ nào bự bự nữa mình nhổ lên cho các bạn xem. Củ bự bự ra cho nó vip vip chút xíu. Wow, xa tít tận trên trời gần ngay trước mắt. Đây là hai củ cải siêu to khổng lồ này các bạn. Rồi tiếp tục mình thảy ra đây. Mình sẽ nhổ nữa hay các bạn. Nó cũng già hết rồi. Tại mình cũng lu bu á. Trồng thì lâu chứ nhổ nhanh lắm. Wow, đây củ bự nữa nè. Củ này thì siêu dài. Củ nào nhỏ nhỏ thì mình chừa nó lại. Đợt sau còn bự thì mình nhổ hết. Để mấy bữa nữa Tết có cái củ này. Củ cải tròn. Củ cải có hình dạng rất là độc lạ ha các bạn. Củ cải mà nó giống như củ dền vậy đó. Rồi caramel đi di chuyển vào gần đây cho mình nhổ mấy cây trong đây. Này do nó không có đồng đều về cái thời gian sinh trưởng á, tại vì gà rồi sâu nó ăn hết, sau đó mấy cái hộp mà nó chưa nảy mầm nó mới lên, cho nên nó có cái củ bự củ nhỏ, có củ thì có cây ra củ và có cây thì còn chưa ra củ, nó không được đồng đều. Hôm nay mình sẽ thu hoạch nhiều nhiều. Ốc ăn cây là phải xử nó ngay. Ủa, đây cái củ biết bự nữa. Ồ, củ nhân sâm. Củ này là củ nhân sâm. Củ nhân sâm này các bạn. Này thu hoạch nó hơi khó tại vì nó có mấy cái chậu bông ở đây. Wow! Được chưa? Dài ghê luôn anh. Nó bị gãy hình khúc nữa nè. Lá nó giống như lá cải phụng, lá cải vó xôi luôn á.
Khiếp quá, khiếp quá. Này, để cho gà ăn. Ngon quá. Còn mấy củ này chắc hình dạng nó ngộ quá. Ngộ nghĩnh quá. Coi còn củ nào tới lứa không? Nhổ luôn không mà nó bị lỡ thì bên đây. Quá trời quá đất. Sao lại chắc quá vậy? Nhổ củ cải mà hơn là nhổ củ cà rốt á. Cà rốt nó mới chắc, củ cải không chắc lắm. Wow. Hơi bị đuối đuối rồi đó. Trời già quá luôn rồi. Già quá Dung ơi. Để nó hơi bị hút ngày. Hả? Có cây đang lên củ nó theo lên luôn à. Ủa quá, ủa quá. Nó trầm xuống hết được không? Để tối rảnh ra trầm. Đây nè. Chưa có củ. Thiệt hại, thiệt hại. Đây tội gì á. Này được rồi đó. Để quá nó già. Nó già nó hư. Còn không? Người ta thu hoạch củ cải, ta nhổ ào ào á, củ cải của mình nó đặc biệt á. Cho nên là mình phải tuyển cái nào nhổ trước, cái nào nhổ sau các bạn. Nó phát triển không đồng đều. Mình nhổ luôn đi. Rồi. Coi như là quá trình thu hoạch củ cải đã tương đối ổn. Bây giờ mình sẽ ôm ra ngoài này và chiếu cận cảnh cho bạn xem nha. Đây là cô nông dân với thành quả củ cải đã thu hoạch một mớ. Ở trong đây bây giờ mình di chuyển ra đây. Mình sẽ cắt lá bỏ ngoài này cho gà ăn. Và sau đó mình sẽ đem về đằng trước. Mình làm xà bấu. Cái xịn này nhỏ quá. Rồi. Đây mình sắp ra đây. Coi nó được bao nhiêu các bạn. Củ nào to, củ nào nhỏ. Nhỏ to à. Đều có đủ. Độc lạ cũng có luôn. Ồ. À, nó bự ra. Bự à. Có con giun luôn. Đây. À, tốt khoai sáu tre, củ nào lạ ha, bự mình để lên trên. Đấy, cho bạn xem ha. Rồi. Được nhiều đó. Rồi. Giờ mình sẽ chặt. Sẽ chặt. Củ mình bỏ qua đây, lá mình bỏ nó một đống. Lần đầu trồng củ cải mà nó thành công gì các bạn, nó được củ bự gì đó. Năm ngoái cũng có trồng ở luống ngoài này mà cây nó đất nó bị chai á. Nó ốm o gầy mòn nè. Được có mấy củ á. Năm nay thì đã có kinh nghiệm rồi. Cho nên là nó đỡ hơn ha. Mấy củ này lạ nè. Sau giờ lên lớp mới solo 4 tiết liền. Chiều tranh thủ ra thu hoạch luôn. Mình tính thu hoạch mấy bữa rồi mà hổng rày. Lu su quá trời. Cuối năm á, cận Tết á, nó nhiều việc, chạy xô nhiều quá, cho nên là nó lu bu, để nó quá lứa. Trồng cây cho nó vui, cũng cải thiện bữa ăn luôn các bạn. Đó, từ lúc trồng tới lúc thu hoạch cho nó vui lắm nè. Cái này là cho nó già quá hơi nứt nứt nè. Không biết muối xà bấu làm sao. Hồi lên hỏi bác Xui cái củ đó muối tốt không, cái nào xài được thì xài, không xài được thì bỏ, chứ mình muối mình không ăn được nó uổng.
sao mà sót lại cái củ bự nhất vậy ta? À, củ này bự nữa bạn. Yeah. Đất đai nó dính từ lưng. Củ lạ. Củ nhân sâm. Rồi, có bị sót cái nào không đây? Kiểm tra coi. Có mấy củ mà sót uổng lắm à. Đây. Đừng có mấy ký. Ui. Còn nữa nha các bạn, còn nguyên luống á, mai mốt thu hoạch đợt 2. Rồi bây giờ mình đem ra đằng trước, mình canh coi mấy ký rồi mình sẽ làm sao bóc. Rồi mời các bạn đi theo mình. À, gần 7 ký á. Đây một rổ củ cải mà mới thu hoạch có nửa luống thôi à. Còn mấy cây nhỏ là con chưa thu hoạch, con thu hoạch cái bự bự thôi à. Được bao nhiêu đó à? Dạ. Đó là 6 ký lô lô 7 trừ cái rổ chắc cỡ 6 ký 6. Dạ. Cái đó lặt rồi hết rồi đó hả? Dạ con chặt hết rồi đó. Dạ vậy là muối luôn đó hả? À, có nghệ nhân muối nghệ nhân muối củ cải à, kinh nghiệm 60 năm trồng củ cải và muối sa báu ha. Bây giờ phải lúc nãy mình thu hoạch đỡ đỡ rồi, bây giờ A Má lặp lại nè. Đi tiễn nhổ cho đủ 10 ký đi. Đủ 10 ký luôn hả? Mà nó còn mấy củ nhỏ nhỏ không à, bây nhổ luôn hả? Dạ nó còn nhỏ nhỏ, có không biết nó đủ già không nữa. Không biết đến được. Giao chung là nó một thứ à. Đâu có đâu, cây lớn trước cây lớn sau, tại vì nó bị gà ăn xong có cây chết, có cây nó mới mọc lên á. Dạ. Đi tiễn coi có Ly ngồi hàng hoàng ở đây. Được rồi nha. Chơi phim kìa Ly. Ly người ta mặc đầm, người ta mặc quần mà đâu có sao đâu. Kéo quần đàng hoàng đấy. Đó, A Má đang tỉa củ cải nè. Bà ngoại của Ly là bác sư của mình. Có mấy cái củ nó bự lắm hả bác? Nó bự khổng lồ gì nè. Có không biết muối nó ngon không nữa. Mình để dưới. Dạ. Để mai mốt mình hầm giò heo đồ đó. Nè, nếu mà cô không có thích ăn cái phố ngọt á. Dạ. Không có thích cái ấy thì mình để nhiều muối luôn. Dạ. Mình sành sẻ, nó cũng ngon à. Dạ. Ừ, sành sẻ, nhỏ thì muối theo nhỏ. Con tính nếu mà làm ngọt làm keo mình ăn, mình xào thịt ba gọi vậy thôi à. Ừ. Chứ không có làm nhiều. Nếu mà mấy củ bự mà nếu mà mình muối nó dở quá thì mình để mình sẻ. Ở trong đây nó có mấy củ bự quá không á? Dạ, nếu mà củ nó bự nó dở quá thì mình sẽ. Dạ. Không, bây giờ mình muối hết đi, mai mốt còn mấy cây chưa có củ con sẽ sao? Sẻ là mình cũng nhổ vô, mình sẻ bình thường mình cũng ngâm muối nhưng mà nó ít hơn phải không ạ? Ít hơn. Mình muối cái kia cũng như mình sẻ rồi mình cân á. Dạ. Một ký củ cải mình sẽ rồi đó. Dạ. Là 100 gram muối. Một ký, còn cái này là một ký 200 gram không ba? 200 gram. Dạ. Cái này mình nó bự á. Dạ, nếu mà muối nguyên củ á thì một ký 200 gram muối. Còn sẻ rồi thì một ký 100 gram. Dạ. Ok, mình sẻ rồi là muối có một đêm à. Muối dạ. Sẻ rồi thì muối một đêm, mà chưa sẻ thì muối hai đêm. Hai đêm thì muối nhiều. Gấp đôi, một đêm thì muối ít lại phân nửa. Chồng tôi không muối, tôi đứng tôi dọn. Dạ. Để tôi học á. Tôi nói dạ. Để tôi học đằng sau buổi lỡ ấy tôi có muối, sẽ có đằng tôi biết muối á. Dạ. Ông nhà chồng tôi đút tới mấy cái học bự bự luôn đó. Dạ. Con thì con mới trồng bắp củ cải mùa thứ hai à, năm ngoái trồng củ nhỏ lắm, tại trồng ít rồi nó nắng quá. Đất nó chai quá. Năm nay con trồng nguyên luống thì nó đỡ hơn. Không đâu, trồng củ cải trồng đất mình mới đất. Dạ. Cái này là anh để nó hơi có đất xình đó. Không, cái đất lúc trước con đổ nó cũng vậy, nó trồng lên nó xình vậy à. Dạ, đổ lên thì nó vậy đó, cái tưới nước vô là nó xình. Đi ra trời mưa là nó dính xình đó, mình đi không nổi luôn đó. Bạn bỏ củ cải vô để muối rồi các bạn à. Củ bự mình chắc ở bên dưới ha. Ở dưới. Dạ. Cho nó thấm muối nhiều.
cái củ gì mà nó dài thòn luôn. Cái dao đâu rồi? Dạ cái dao bên đây rồi. À, người ta muối bán người ta để cái đó dài cân cho nó nặng cân. Dạ còn mình ăn thì mình cắt cho nó gọn gọn. Giờ mình tỉa cho nó gọn lại thôi. Dạ nó dài nó khoằn khoèo. Củ bực thì để dưới, củ nhỏ thì để trên. Có cái củ nó hơi sâu sâu là giống như nó già quá, nó gỗ gỗ á, mình muối. Người ta kêu bằng thổ thắng. Dạ. Người ta kêu thổ thắng. Yeah. Rồi mình muối được không bác? Được. Dạ. Con tưởng nó hư, con tính dục bỏ mà con nó đem vô hỏi bác thử coi. Này muối ăn từ từ. Một lớp củ cải, một lớp muối. Cái bọc muối này như nửa ký quá vậy bác. Nửa ký à? Dạ. Như bọc nó hôm qua con mua 5 ký muối đó, chắc bọc nửa ký. Cô cho miếng nước lại. Cho nước vô hả bác? Cho miếng nước lại. Dạ. Mình bỏ một lớp muối rồi mình vũ vũ. Vũ nước lên. Dạ. Cho nó thấm, cho cái muối nó tan rồi bác. Tan. Dạ. Tới sáng anh ra nước nhóc ơi. Dạ. Còn người ta mà trồng nguyên ngoài ruộng á là người ta có cái người ta đào cái hố rồi người ta thảy xuống luôn. Thảy xuống. Dạ. Cái củ đó nó bị hư có sao không bác? Nó hư ngay khúc đầu rồi nè. Cắt bỏ không? Hay là để kệ nó? Kệ đi đi chứ dạ. Nó đâu có bấy. À, rồi mai mốt mình ăn thì mình cắt. Mình muối luôn rồi mình ăn rồi mình mới cắt. Cái này cái thau này còn muốn 10 ký. Dạ con mua cái thau bự khổng lồ luôn đó để cho nó xài rửa chén thoải mái. Có ăn gì đông đông mình rửa ngoài cho nó thoải mái. Cái củ đó thì nó tròn vo giống cái củ dền, biết nó làm sao nó ra hình dạng nó đó nó bự nó tròn mà nó nặng lắm. Củ này chắc lắm. Dạ, hình như là con thấy con tự trồng á nó củ nó chắc hơn là mình mua ngoài chợ. Chắc. Ở ngoài chợ có khi nó cũng không có được chắc. Dạ, chắc người ta trồng giống như là người ta tưới nước rồi người ta phân thuốc nhiều đặng người ta mau thu hoạch đó. Ừ. Rồi con thấy nó chắc nó xốp xốp nhưng mà nó không có thơm cái mùi mà giống cái như củ cải của mình. Củ cải giống mà thứ nó trắng đục đục đó. Dạ. Củ cải đó đó chắc. Dạ. Củ nó chắc tướng. Cái này con mua hộp giống, con nói mua củ cải cái có cái gì người ta bán mình mua mình trồng đại chứ mình cũng không không cần nữa. Trồng đỉnh. Dạ, trồng cho nó vui vui. Củ cải trồng nó nhàn hơn là bắp cải. Bắp cải sâu dữ lắm. Cái này cũng sâu à. Sâu nhưng mà không bằng đâu. Sâu dữ lắm. Bắp cải thì nó lúc mà cuốn bắp á. Người ta trồng nhiều đó. Có khi nó ăn tới cái lá trắng hết trơn á. Dạ. Mà cái này con thu hoạch củ vô mà còn lá tốt dài luôn á. Dạ. Lá non mà dài. Giống như lá cải phục á, lúc trước có sâu, nó ăn gụi mấy lần rồi đó. Rồi bình thường cái này người ta trồng như 60 ngày à, còn cái này con trồng nhất có 3 tháng á. Ta muốn cái con ta mua muối ăn thui à. Gì hả? Cho cho nó tiết kiệm mà bác. Không, cái muối. Hai muối đó. Đúng là muối. Ở đây ra ngoài tiệm tạp hóa nó bán có vậy thôi, đâu có muối đen thui. Muối tôi chả tôi muốn muối tôi đi chia mấy người ta muối chứ có nhiều lắm. À. Muối đen thui là cái muối giống như là nó muối biển đen, nó chưa có
lấy lên vậy đó. Dạ, nó chưa có xử lý, nó chưa có tẩy gì phải không á? Dạ, cái muối này là nó tẩy rồi. Mày không có tẩy nha. Nó rửa hả? Nó không, nó rửa là rửa ra muối trắng nè. À. Còn muối kia nó cào lên vậy nó lấy gì? À. Con nghĩ chắc người ta làm gì cho nó rẻ hay gì ta? Cái muối đó nó rẻ tiền không? Muối đen thì nó rẻ. Dạ. Rẻ cái này. Đó. Ký 200 gram phải không á? Là ba bọc là đi là ký rưỡi. Cái này một bọc nửa ký à? Nửa ký. Dạ. Phải không? Phải bọc nửa ký không? Con không nhắm nữa, con mua cái đó hình như 5 ký đó. 5 ký mấy bọc? Vậy con vô con cân lại thử. Cái thành phẩm này khoảng 7 ký củ cải. Yeah. Củ cải theo mình để là 1 ký rưỡi muối. Dạ. Ừ. Thì mình để hết 4 bọc rồi. 4 bọc. Ừ, thì đúng đó. 4 bọc à. 4 16. Ừ. Là ký 6 đó. Ký 6. Tính đâu bọc muối nửa ký ai về bọc muối có 400 g. Dạ, không mà lúc nãy con trừ hao củ cải chứ nó hơn 7 ký một chút đó, không sao đâu. Dạ. Nó mặn một chút thì đâu có gì đâu. Dạ. Mặn thì mình để là lá xùm tốn chút cái nó ra nước này. Dạ. Rồi, cảm ơn a má, muối củ cải mai mốt con biết muối rồi, con tự trồng con tự muối. Muối muối phơi thế có quan mặt cái này phơi cũng phải kiếm chỗ phơi à, không phơi trên đó được à. Con phơi bên kia. Dạ, cái mặt là phơi xét. Con đem qua bên kia con phơi. Con lấy cái xịa con phơi phải không? Chải cái miếng bạc người ta phơi. Chải cao su à. Hồi đó ông cha chồng tôi phơi chải trên cơm không? Dạ à. Thấy phố lớn nè. Còn tôi đặng tôi phơi trái phố sách thì tôi mua lưới đó. Dạ. Bốn thứ lưới tôi chải rồi tôi gãi tôi phơi. Dạ. Trên cỏ gì đó. Ngày mai con đem qua kia con chải con phơi. Phơi. Ừ. Dạ. Rồi. Cái nước muối nó mặn lắm. Dạ. Muối tụm để phơi trên mấy cái kim loại nó sắc, nó xét hết. Nó sắc hết trơn. Dạ. Rồi với cái này à, mình mà muối gãy người ta có trồng trọt á. Dạ. Mình phơi gãy người ta không cho phơi đâu. Phơi cái muối mặn chết cây người ta. Mai mốt trồng cái gì không được. Dạ. Phải để ý cái vụ muối. Dạ. Rồi à, má vô ăn cơm được rồi, để đói. Dạ. Đây là cái thau của cả muối. À, đã được một đêm rồi các bạn. Hôm qua không có nước non gì hết trơn, hôm nay nó ra xăm xắp rồi nè. Củ cải nó cũng đã teo héo, nó nhỏ dần dần lại đó các bạn. Mình sẽ tiếp tục cung cấp đến các bạn những cái diễn biến của củ cải cho tới khi nó thành phẩm luôn nha các bạn. Rồi. À, củ cải này là mình đã ngâm muối rồi, cái củ bực đó mình có lấy gạch mình đè cho nó dẹp ra đó, cho nó xì bớt nước ra. À, đúng là ngâm 2 đêm nhưng mà mình lu bu quá mình để nó không có chỗ phơi, mình ngâm nó qua 3 đêm luôn các bạn. Bây giờ mình đang lấy ra mình phơi nè, lấy ra buổi tối rồi để cho nó ráo nước rồi phơi, sợ nó muối mặn á, không dám phơi ở trong kia nó chảy nước ra rồi cây cối trồng nó không có lên, cho nên chải cái miếng áo mưa này ra đây nè. Phơi. Biết được nhiêu củ nè. Củ này bực quá trời quá đất này. Củ dài nè. Giờ nó già thòn luôn nè. Hơn 7 ký củ cải ép ra phơi, ngâm muối phơi để tới lúc mà nó phơi thành phẩm mình sẽ cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, sa bấu hôm bữa mình phơi hôm nay chắc nó khô rồi đó, mình cùng đi thu cắt lên cho các bạn. Các bạn đi
là chiều ngày mùng 2 Tết nha các bạn. Mình sẽ đem cái củ cải này nè, mình đã làm sơ bấu, bây giờ nó cũng khô các bạn. Đem cắt vào. Hôm trước mình thu hoạch nó 7 kg đó. Bây giờ phơi khô. Cái này mình phơi nó cũng kỷ lục các bạn. Chắc chưa có ai làm sơ bấu mà lâu giống như mình. Làm tới 2 năm trời các bạn. Từ năm con trâu sang tới năm con cọp. Bữa mình muối lấy củ cải vô và muối nó nhằm ngày 22 âm lịch. Là hôm sau là tiễn ông táo về trời đó. Và tới bây giờ là mùng 2 Tết nha các bạn. Tại Tết là đi hoài á, phơi để ngoài xương luôn, không có đậy vô. Rồi tháng này xương muối nhiều nè, làm cho củ cải nó ướt, rồi sáng ra phơi lại. Cứ như thế này. Bây giờ là 10 ngày trời rồi đó. Nó ra được một rổ củ cải nha các bạn. Củ cải muối nha. Đây các bạn. Cô giáo nông dân trồng sa bấu, trồng củ cải và muối thành sa bấu. Với sự cố vấn của nghệ nhân Bác Xui đã có 50 năm trong nghề muối củ cải. Thành phẩm này các bạn. Chắc còn chắc cũng 2-3 kg gì đó. Ướt lượt các bạn. Mùi nó rất là thơm nha các bạn. Mùi thơm lắm. Cái củ cải này là thiệt là bự nè. Bây giờ nó còn ngoài nè. Còn củ cải dài, siêu dài, khổng lồ. Hôm nay nó thành gì nè. Là củ cải hình dáng độc lạ nè. Tròn giống củ dền nè. Bây giờ nó thành quay nè. Giống như là cái bình hồ lô á các bạn. Củ cải này mình có thể, củ cải muối mình có thể là mình xắt ra, mình hầm với giò heo, hoặc là xương đầu heo nè, hoặc là mình nấu canh bí xanh á, mình bỏ vô vài lát, cái mùi nó rất là thơm, dễ chịu, ăn rất là ngon. Mình là người Bắc, khi mà chưa về cái đất Vĩnh Châu sinh sống thì mình không có biết ăn sa bấu mà hầm với xương đâu. Sau khi xuống đây sinh sống thấy người dân ở đây hay làm món đó và mình ăn thấy rất là ngon. Nó giúp khử cái mùi của thịt heo và ăn thơm lắm và mình rất là thích. Hoặc là mình có thể sắc ra mình bóp cho nó lạt bớt, rồi sau đó mình trộn với tỏi, ớt, bằng nè, với đường nè, và mình đặt miếng canh vô. Mình ăn kèm với các loại canh rau rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hy vọng một cái video dài hơi, từ trước tới giờ mình mới làm một cái video dài hơi như vậy, từ năm này sang năm khác, cái hành trình từ lúc mà mình trồng củ cải, nó có những cái biến cố, có những cái sự kiện, nhưng mà cuối cùng nó cũng thành công. Và qua cái việc mà mình trồng cái luống củ cải này thì mình cũng gửi đến các bạn một cái thông điệp trong cuộc sống. Không biết là điều gì trong tương lai, nhưng mà chúng ta hãy đón nhận nó một cách tự tin, một cách chủ động nhất. Một cái câu mà mình muốn gửi đến các bạn mà mình rất là tâm đắc, mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn học sinh rất là nhiều. Còn thở là còn gỡ, như cây củ cải, còn gốc, còn cái đọt, mặc dù là bị sâu ăn, mặc dù là bị gà mổ, mình vẫn còn gỡ, vẫn tưới nước, vẫn bỏ phân, vẫn chăm sóc và nó vẫn phát triển tươi tốt. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một năm mới thật là an khang thịnh vượng và có một cái cuộc sống thật là thú vị và ý nghĩa.